không mà ngày hôm nay có cái khi lao với cái gì chắc đây là ổn, chắc là ổn sang ra và liền đây là cái phèn đen này, phèn đỏ, phèn đen này, lá rất đẹp, hoa đẹp, quả đẹp, nhưng nó lại cây dại, cây dại và liên này không đi chợ nhỉ. Đấy, cái cây đây ổi đây đây là xe mộc. Liên, bà Liên không đi chợ, xem nào giá rổ nè, có cây nào thích không? Đây là cây khai thác. Góc chợ. Xen lẫn với bonsai là hoa này, hoa hồng các loại, hoa hồng các loại nhìn rực rỡ lắm, nhìn rất là thích. Bây giờ chăm rất là tốt ạ, nhìn này, cái bông hoa dã man luôn, bông hoa phình bằng cái bát ăn cơm. Xì này hôm nay đấy. Mua được cái gì chưa bác? Đẹp lại nó nắm tre đẹp nha. Chuyên tre độc các chợ này. Có cây gì mới không ạ? Này phải trăm con quá. Không mua cái cây to đâu đúng không? Mình chơi được hàng to rồi hay em nhiều khi muốn chơi cũng ngại. Nhà đất rộng thế. À nhưng mà lại ở quê. Không về được quê mấy đâu. Xin. Ở đây em ở chỗ nào nhỉ? Ở ngay Hoa Lạc. Thanh Thất. Hay đi qua được 70 đúng không? Đi hết đại lộ Thăng Long rồi đến. Đấy. Mà lấy này lên em chơi. Cây xanh này có nhiều tiền không chị? 15 triệu. Hiền hòa. Mẹ không được ngon đâu. Rồi. Bắt mắt, nhìn lá răm riếc bắt mắt. Chăm tốt. Chăm tốt, thuốc thang tốt. Không bị dẹp riếc gì. Tre này bao nhiêu đẹp? Cây tre này hay chơi tốt, phong thủy tốt đấy. 800 cây. 800 cây. Tre ngà này dễ chơi lắm, không khó. Ở nhà em chơi thử cây cũng chơi dễ chơi lắm. Kiểu này như cổng làng. Ôi, cổng làng đi vào. Này có 5 gốc thì đẹp. Sau nó lại lên măng như này. Nó dễ lên lắm. Về trồng nó lên nhanh lắm.
cắt thoải mái đồng tre này. Nó lúc đầu chơi cứ sợ nó chết đấy, nhưng mà nó không chết. Cái khỏe đúng không? Tỉa thoải mái. Gần nước chẳng gần nước cũng được. Nó không như tre ta khó hơn. Tre này khô ấy là chết ngay. Làm việc cắt thoải mái. Thì đấy, măng nó lên sau thành cây to luôn. Mỗi cây vẻ mang đây vừa về. Anh ơi có tô lại đi. Cái này mọc mai thế à? Để nó ra thân, lấy cái này về em cắt đỡ một thân đi. Bỏ lỡ một thân đi một lần. Chưa khơi bệ đâu, bệ nó nhiều nước hàng năm. 800 cái kia, nó hợp lý. 15 nghe nhầm. Thì ra đằng sau quay mặt sau rồi. Sau quay cây xanh là à cổ hơi cao, hơi thiếu đít một tí. Lá liếc rất là mướt. Này nó có cái rễ buông xuống đây thì mượn cái rễ buông xuống đây thì hay. Buông ở cái chi một này. Dây không phải cắt giật nhưng mà được. Này cổ hơi cao. Thế khó quá. Đi chợ phải mang đông tiền vào, đúng không? Cây thì cả hai thì có được không? Đấy, quất hai cây tre hợp lý quá. Đấy là mỗi cây em được 50.000. Thực sự. Em định chơi hai cây để hai bên thì hay hơn. Thấy cả hai cây thì mỗi cây em được có 50.000 thôi. Em muốn lấy cây hay ra chợ thì em muốn em không nói tách đâu. Lấy một cây cũng được. Nói chung về dưỡng được. Như da cóc mà. Về dưỡng được. Như da cóc. Có tương lai. Khổ độ này nó hơi ấy. Nhưng mà được, không sao. Khuyết điểm nhẹ. Khổ này dài quá. Ngắm kỹ đi em, nghiên cứu.
hơi chốt giá. Tôi chốc quay lại đàm phán sau. Bắt mắt đấy, bắt mắt nào như Hương. Em bán cây nhỏ nhỏ. Bán được mấy cây rồi đó. Đã mua cây tre chưa chị? Đã mua chưa? Mua rồi. Ừ, tốt quá. Cái cây này hôm qua còn nở, hôm nay này hết nở. Đâu, cây hôm qua em bán rồi. Chuyên bán tre. Tre gạo. 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 Đấy, đang nghiên cứu cái cây xanh này. Xanh này mà cắt giật thì tốt quá. Của mình hay là của ông Vời đấy hả chị? Ông Vời. À thế à? Ông Vời thì chả chịu bán gì nhỉ? Em lại chân quay nó khó vì nó ngắn. Đó. Đó chung chưa? Chưa. Giờ em mới ra đằng đây. Chưa ra đằng đây. Chưa xong, tí nữa. Anh lại thích cây gì à? Anh thích cây gì à? Đây đang xem cây này. Quay thêm tí. Nhưng mà nuôi được. Nuôi được. Nuôi cái gì ấy? Nuôi được. Ui, quánh phân bò vào là ra hết. Đây là những cái này sao nó to ra này, dễ triển khai. Cái này không cần bệ nhiều đâu. Em đi mua 100.000 đi em ạ. Vì nó thấp này cũng không cần. Cần một số thôi. Đã nghiên cứu cái cây tùng ở nhà xem có để lại cho anh chưa? À, cái tùng nào nhỉ? Cái tùng mà mè cạo vỏ ấy. À ha. Ui, anh em thì nhất trí thôi, em lại kiếm cái khác. Đơn giản. Mà anh để đâu? Hả? Anh để đâu? Nếu mà thế là tao phải mang về quê. Đấy, em phải mang về quê đây. Trước này là ai làm gì còn chỗ để? Cái phi lao này. Cái phi lao to quá. Cái phi lao lại thấp hơn cái tùng. Đây là cái phi lao này mà tính rồi, nếu mà là cái phi lao nó lại nặng nước hơn là cái. Vâng. À cái tùng thì dễ. Đấy. Tùng có thể nó khô thì nó hạn được tí. Càng hạn thì càng già. Em thích thì qua em chơi. Quay lại lấy thôi, cây vừa xong. Hoặc là lúc nào có cái phải xanh nhờ chủ kiếm cho anh bé. Xanh á? To hay nhỏ nhỉ? Bé. Em toàn bé mà. Nhưng mà toàn em toàn phôi. Ừ phôi. Toàn phôi. Làm ngon lắm. Tầm 5-6 triệu là đẹp rồi. Nếu nào anh lên mẹ như thế này. Bây giờ ra này em ở trọ ngay kia mà. Mini thì để đây, còn cái to thì ở quê. Cây này anh.